đâu nhớ. À rồi, nhớ rồi. Cái bữa hôm đó, cái bữa hôm đó có em với chị với đó. À, à đó. Với đó đúng không? Đúng rồi, đúng đó, rồi. Đó với kia nữa. Kia nữa. Hình như kia bữa đó kia có đi không ta? Có kia luôn. Có kia luôn. Có kia luôn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên có Tiên vừa mới đi làm và bây giờ Tiên sẽ có một cái dịp đi chơi như ăn uống với các YouTubers cũng như là những người bạn rất là thân đối với Tiên. Đó là Hồng Hòa khác, đó là Shane, là Nguyên. Hôm nay cũng có Quỳnh Thi và vài người bạn học trường cũ của Tiên nữa, cho nên là Tiên muốn vlog lại một buổi tối đi chơi ngày hôm nay và các bạn hãy theo chân Tiên nha. Bây giờ thì Tiên sẽ đợi Grab tới. Đây là cái người mà luôn luôn chắc có trong video tụi mình nhưng mà không bao giờ thấy mà kẹo bé không biết thấy mà ngon. Mọi người follow xem trên Instagram nhé. Ồ có câu nó hoài luôn á má ơi, có câu nó hoài. Mời mọi người, mời mọi người. Tiên, Quỳnh Thi, Shane như là Nguyên này nọ đang vừa mới ăn xong. Bây giờ đi đâu em? Giờ tụi mình đi đi Nha Trang. Nhiều tính quá nè. Hello Nguyên. Đây là ca sĩ sẽ hát rất nhiều trong ngày hôm nay nha. Hai bài về. Không được, hát hay lắm. Thật sự. Có ai bị lê nào? Có khi nào rời xa Bích Phương? Dạ em chào tụi mình. Em cần thêm lại à. Em Quỳnh Thi sẽ cổng chị, cổng Tiên từ đây về nhà luôn. Nói nha. Không có chở cổng. Cổng bế lên như là bế như mẹ. Không mệt. Bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Bây giờ giống như cái trò mà, biết cái trò mà hả? Ờ, như gì đó. Cái trò đó. À. Cái trò đó. Cái trò đó. À, biết rồi, không? Biết. Nè, mình chơi trò đó nha. Ok. Rồi, chơi nha. Chơi. Cái trò đó đúng không? Đúng rồi, cái trò đó. Cái trò bữa đó đúng không? Mệt. Đúng không, cái trò đó. Đúng rồi, trò đó. Cái trò đà. Ừ. Cái sao đó chưa? Rồi. Mắc cười mà đúng không? Vừa vô cho nó vô mà trời trời cười chết, té luôn. Bữa cười té nó xỉu luôn mà. Vô vẫn nhớ vậy, vẫn nhớ trò đó. Chơi chưa? Chơi vô là vô. Mà chị không nhớ. Cái trò. Nhớ đó. Chị nhớ không? Nhớ chưa nhớ. À rồi, nhớ rồi. Cái bữa hôm đó, cái bữa hôm đó có em với chị với đó. À à với đó đúng không? Đó với kia nữa. Kia nữa. Hình như kia bữa đó kia có đi không ta? Có kia luôn. Có kia luôn. Có kia luôn. Yo.
về nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ đi soạn đồ vì ngày mai Tiên có một cái chuyến công tác ra ngoài Hà Nội ở công ty, cho nên là Tiên phải soạn đồ để sáng mai bay sớm. Thì theo cái team của cái team lần này á, là tụi mình phải mặc cái áo kiểu thứ hai, thứ ba rồi, như là cho nên là hả cũng đỡ phải suy nghĩ là phải mặc gì, tại vì hàng mặc từ thứ hai tới thứ bảy luôn đó, cho nên là bây giờ Tiên sẽ soạn ra nha. Chọn thêm chắc 7 cái quần nữa để xem. Tại vì đợt này Tiên ra Tiên nghe nói là Hà Nội cũng đang rất là lạnh, tuần sau tầm mấy độ, cho nên là cũng phải mang mấy cái áo lạnh đề phòng khi lạnh. Thì Tiên đã xếp được mấy cái quần mà Tiên muốn mang rồi. Thì nó có những cái quần giống như là quần thụng như thế này nè, tại vì đi set up cửa hàng thì sẽ cần sự thoải mái rất nhiều, tại vì làm việc quần quật từ sáng tới tối đêm lận, cho nên là mặc váy là không thể nào chấp nhận được rồi đó. Cho nên là Tiên phải mặc mấy cái quần giống như quần thụng như này, hoặc là mấy cái quần kiểu thể thao kiểu như này nè, hoặc là quần Adidas. Cái quần này nhiều bạn hỏi Tiên mua đâu lắm á, thì Tiên mua Zara nha. Và rất nhiều các bạn hỏi đồ của Tiên mua ở đâu, thì thật sự là 99% luôn là dạo này Tiên mua là đều ở Zara hết. Cho nên là nếu các bạn nào có reference mà muốn hỏi thì đó. Và ví dụ như những cái quần thể thao như thế này á, thì Tiên mua Adidas Original nha. Đây đó, Tiên rất là thích mặc mấy quần này luôn, tại vì nó rất là comfortable, nó rất là thoải mái á. Ok, Tiên đã lên kiếm được thêm hai cái áo lạnh. Đây là một cái bomber Tiên rất là thích, mua ở Bershka. Đây, một cái áo hoodie Champion Tiên rất là... Thật sự cái hồi mà ở bên Mỹ á, Tiên mặc cái hãng này nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Tại vì nó rất là đẹp, nó rất là dễ, nó kiểu nó dễ phối mà nó đơn giản nữa. Tiên thích đồ đơn giản, Tiên không thích đồ quá cầu kỳ. Ok, bây giờ thì Tiên đã soạn đồ xong rồi và sẽ tới bước skin care. Trước khi mà Tiên đi du lịch hoặc là Tiên đi công tác một thời gian rất là dài, thì cái ngày trước khi đi Tiên không biết như thế nào đó, nhưng mà Tiên kiểu Tiên chăm sóc da hơn mọi ngày á. Giống như là cái cảm giác mà kiểu phải chăm sóc da vì biết là những ngày sắp tới mình sẽ lười hơn á. Cho nên là kiểu hôm nay là Tiên sẽ chỉ cho các bạn một cái buổi tối mà Tiên skincare như thế nào. Thì đó mà Tiên nghĩ là các bạn không còn quá xa lạ với một cái brand này nữa rồi. Thì đây là một cái brand dạo gần đây thật sự là rất là nổi tiếng luôn. Và rất là nhiều các bạn hỏi Tiên về cái sản phẩm này và muốn Tiên review. Cho nên là hôm nay Tiên sẽ review cái dòng sản phẩm này là hiện tại Tiên đang sử dụng. Thì Tiên sẽ giới thiệu cái dòng sản phẩm đó ha. Thì cái dòng sản phẩm này đó là Madagascar Centella của nhãn hàng Skin 1004. Rất là nhiều các bạn hỏi Tiên về cái nhãn này rồi. Thật sự hồi xưa thì Tiên không biết đến cái brand này quá nhiều đâu, nhưng mà dạo gần đây khi mà Tiên thấy được rất là nhiều cái YouTuber review, thì sau đó Tiên mới kiểu xem xét thử. Đầu tiên thì Tiên sẽ sử dụng sản phẩm dầu tẩy trang của Skin 1004 nha. Các bạn nhìn cầm thông vài cái ra tay như thế này rồi đó. Sau đó các bạn massage lên tay chút xíu làm cho nó ấm cái dầu lên. Sau đó các bạn ép vô mặt và massage để cho nó tan cái lớp makeup ở đây. Nó sẽ melt hết luôn á, mấy cái lớp makeup. Tiên rất là thích cái dòng này vì thứ nhất, tại sao Tiên sẽ giải thích cho các bạn, đó là cái dòng này chuyên dành cho da nhạy cảm và da nhạy cảm hoặc là da có mụn đó. Thì đây là dòng dành riêng da nhạy cảm, và các bạn follow Tiên đã lâu rồi thì sẽ biết da của Tiên cực kỳ nhạy cảm. Đồng thời thì nó có chiết xuất Centella là chiết xuất từ rau má từ Madagascar nữa, cho nên là rất là tự nhiên, dịu nhẹ, không có làm da bị kích ứng hay gì hết luôn. Ok, tẩy trang xong rồi, trời ơi thật sự là Tiên cảm thấy rất là thích luôn các bạn. Ra hết sạch lớp makeup luôn. Tiếp theo thì sẽ sử dụng cái ampoule foam này. Thì nghe hơi lạ ha, tại vì thường thường thì nó chỉ là foam thôi, nhưng mà cái này nó còn có ampoule foam nữa. Thì nó sẽ có một cái lượng tinh chất nhất định giúp cho da không có bị khô sau khi mà các bạn rửa mặt. Đây, Tiên sẽ lấy một lượng nhỏ ra. Và cái màu nó cũng rất là
giống như cái packaging nó kiểu nó hơi kiểu kem kem đồng đồng. Thì sau đó Tiên sẽ lấy một lượng nước nhỏ để lên đây, rồi massage tay để tạo bọt. Thì đây cái nước, cái sữa rửa mặt này nó có độ pH 5 nữa cho nên rất phù hợp với loại da nhạy cảm luôn như là da của Tiên. À, ok, sau đó thì Tiên sẽ rửa mặt. Tiếp tới thì Tiên sẽ sử dụng sản phẩm này đang cầm trên tay đây luôn, đó chính là toner. Cái điều mà Tiên thích nữa sản phẩm này là thật sự Tiên rất rất là thích cái packaging luôn. Lý do tại sao thì Tiên rất là thích những cái sản phẩm mà nhìn nó tối giản thôi nhưng mà nhìn nó vẫn rất là professional và chuyên nghiệp. Đó, thì trên tay Tiên đây là sản phẩm toner nước cân bằng, thì nó có một cái độ pH phù hợp với những cái loại da nhạy cảm nữa. Giờ Tiên sẽ đổ một sản phẩm nhỏ lên trên cổ tông. Thành phần rau má thì các bạn biết rồi đó, phù hợp với những loại da nhạy cảm và những loại da đang bị sau khi mà nổi lên mụn á, thì sẽ giảm được những cái đốm mụn đang bị thâm. Các bạn đã cắt mà các bạn làm thôi mà các bạn kéo lên như vậy đó, đúng rồi. Và sản phẩm cuối cùng trong dòng sản phẩm của Skin 104 lần này đó chính là tinh chất. Thì tinh chất này cũng là, thì một cái dòng này nó là một cái dòng từ rau má mà, cho nên là cái đây là cái sản phẩm tinh chất đó. Thì cách mà Tiên hay sử dụng cái sản phẩm tinh chất này á là Tiên hay lấy như vậy, xong rồi Tiên để thẳng lên như vậy luôn. Tiên hay như vậy đó. Thì cái cảm nhận của Tiên á, khi mà sử dụng sản phẩm này là cái tinh chất nó rất là lỏng nha. Nó cứ như là toner á, sự rất lỏng. Và cái sản phẩm này thì vừa giúp cho da căng mịn, phù hợp cho những cái loại da nhạy cảm, cũng như là không có bị kiểu bị dính á. Tiên rất là ghét cảm giác dính luôn á, nhưng mà sản phẩm này thì không hề bị. Ok, vậy là đã kết thúc một cái buổi skincare routine rồi. Bây giờ Tiên sẽ lên giường làm việc một chút xíu, rồi sau đó ngày mai chuẩn bị sẽ bay đi Hà Nội. Và Tiên cảm ơn các bạn rất rất là nhiều đã xem hết video lần này của Tiên. Một cái buổi tối đi chơi cùng các bạn YouTubers, những người bạn rất là thân đối với Tiên. Và Tiên mong là cái skincare routine này cũng giúp ích cho các bạn một phần nào đó về cách mà dưỡng da, và cũng như là những cái quy trình dưỡng da để cho các bạn nắm rõ hơn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới nha. Bye bye, hôn các bạn. Bye.